minh hải miền đông xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện buồn đau đớn đã xảy ra trong một gia đình và tôi mong rằng quý vị các bạn lắng nghe bình luận và chia sẻ về câu chuyện này trước khi vào câu chuyện tôi cũng không quên gửi lời chúc tới quý vị các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe chi tiết về câu chuyện trên. Mẹ tôi thì đang tức điên nổ phổi vì bị con dâu chơi khăm, chị dâu cũng không chịu nhượng bộ. chị ấy bảo cùng lắm là ly hôn, đằng nào cũng làm đám cưới rồi, chị ấy sẽ không mang tiếng chửa hoang nữa. Anh trai tôi và chị Dâu yêu nhau 4 năm trước khi cưới. Nói chung, anh chị cũng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, vui buồn sướng khổ vẫn bên nhau. Chị ấy ở cạnh anh tôi từ khi anh chưa có gì trong tay, tới lúc làm đám cưới thì đã tậu nhà, mua xe, còn có bất động sản cho thuê khi anh chị làm đám cưới là chị dâu đã mang thai rồi những năm qua thì mẹ tôi không phản đối gì chị dâu cả nhưng thời điểm hai người quyết định kết hôn so với điều kiện kinh tế thì anh hơn đứt vợ chị dâu lại không quá xinh đẹp chỉ gọi là có duyên một chút nói chung là tầm đẳng cấp như anh tôi thì thừa sức lấy được một cô vợ trẻ trung duyên dáng hơn chị dâu nhiều Mẹ tôi thấy chị dâu không còn quá xứng với con trai mình nữa. Ngoài ra, anh sở hữu khối tài sản khá lớn, bà sợ con dâu chiếm mất tài sản. Do vậy, mẹ tôi tuyên bố nếu anh chị muốn lấy nhau thì phải công chứng xác định tài sản trước hôn nhân. Những gì anh tôi làm ra mấy năm qua, chị dâu không được mó vào. Anh tôi ban đầu phản đối vì anh chị cũng bên nhau nhiều năm rồi, và chị dâu không làm gì có lỗi cả nhưng sau đó anh bị mẹ thuyết phục tiền mồ hôi công sức vất vả kiếm ra được nếu sau này ly hôn lại phải chia đôi cho vợ thế có phải thiệt thòi quá không chị dâu sau khi suy nghĩ thì cũng đồng ý vậy là đám cưới được tiến hành theo thỏa thuận như vậy sau đám cưới không lâu chị dâu đi siêu âm thì biết mang thai đôi đủ ngày đủ tháng chị sinh được hai bé tai khỏe mạnh và giống anh tôi như đúc anh với mẹ vui mừng khôn xiết Mẹ tôi thậm chí còn sách hành lý đồ đạc sang ở hẳn với anh chị để chăm sóc các cháu Vì chị dâu đã ký tên xác nhận tài sản trước hôn nhân của chồng Nên mẹ tôi nhìn chị cũng thuận mắt hơn Bà đánh giá chị không tham tiền Lại xin cho bà hai cháu nội giống anh tôi nên bà càng vui mừng Anh tôi đợt này bận rộn công việc Mãi đến khi hai con trai được hai tháng tuổi Anh mới giật mình nhớ ra là chưa làm khai sinh cho các con Mẹ tôi cũng mãi chăm cháu nên quên mất chuyện ấy Lúc đó anh cuống quýt dục vợ đi đăng ký kết hôn Còn làm giấy khai sinh cho hai cậu quý tử Hóa ra anh và chị còn chưa làm giấy đăng ký kết hôn Lúc này chị dâu đột nhiên lạnh tanh tuyên bố một điều Khiến cho mẹ tôi ôm ngực suýt ngất Còn anh trai thì tức đến tím tái cả mặt mày Chị dâu bảo Chị đã đi tự khai sinh cho hai đứa con rồi Chia giấy khai sinh của hai cháu ra Chúng đều mang họ của chị dâu Và có hộ khẩu bên nhà ông bà ngoại Bốn năm yêu nhau Con ở bên cạnh chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho anh ấy Thế mà khi thành công Thì quên ngay những tình cảm và công lao của người khác Ừ thì tiền anh ấy làm ra là của riêng anh ấy Vậy thì con do con đẻ ra cũng là của riêng con thôi Chẳng liên quan gì đến chồng cả Cùng lắm anh ấy chỉ góp chút giống để tạo ra chúng mà thôi Vậy thì khối tài sản kia cũng nhờ có con chăm bẩm lo liệu những việc vụt vặt Anh ấy mới có tâm trí và sức lực để kiếm tiền gây dựng sự nghiệp chứ Mẹ tôi lắp bắp Chỉ thẳng mặt chị dâu bảo chị ấy tham tiền Tính toán rồi bà tức quá ngất đi luôn Hóa ra ngay từ khi bà đưa ra đề nghị ấy Chị dâu đã không đồng tình Có điều chị mang thai rồi nên đành phải làm đám cưới Chị cố tình lấy cớ không đi đăng ký kết hôn với chồng Dây dưa cho đến tận lúc sinh con Rồi chị lén đi đăng ký khai sinh cho hai đứa bé Chẳng đăng ký kết hôn Đến lúc này khác gì không chồng Và anh chị chưa đăng ký kết hôn Hai người coi nhau như không có quan hệ gì Nên chị ấy là người có lý anh tôi không làm được gì Bây giờ điều kiện của chị dâu là phải sang tên hết mọi tài sản của anh tôi cho hai đứa con Chị ấy cũng không cần Để tránh trường hợp sau này anh tôi hư hỏng đổ đốn Chán vợ già là gặp bồ trẻ thì lúc ấy con chị còn giữ được quyền lợi gì Biết là sang tên cho con thì chẳng mất đi đâu được Dù sao cũng là con mình Nhưng anh tôi vẫn không muốn làm vậy Mẹ tôi thì đang tức đến nổ phổi vì bị con dâu chơi khăm Chị dâu cũng không chịu nhượng bộ Chị ấy bảo cùng lắm là ly hôn Đằng nào cũng làm đám cưới rồi Chị ấy sẽ không mang tiếng chữa hoang nữa Bây giờ nhà tôi phải khuyên chị dâu ra sao Để chị ấy đừng có điên khủng như thế này nữa Cháu thì mẹ tôi không bỏ được Vì hai đứa trẻ rất đáng yêu Lại giống anh tôi như đúc Vâng Thưa quý vị và các bạn Đọc một câu chuyện mà người con người phụ nữ người em đã chia sẻ lại về cuộc hôn nhân đầy đắng cay của anh trai mình với chị dâu và liên quan đến mẹ chồng vì bà sợ con dâu về nhà chồng rồi sang tên những của là hầu môn của con trai bà tức là con trai bà trước đây và bây giờ làm ăn có một số vốn rất là lớn Bà sợ chia cho con dâu Thì sợ sau này ly hôn Thì con dâu sẽ chia đôi tài sản Nên bà quyết định phải làm giấy cam kết Không cho con dâu một đồng nào bước Trước khi bước vào nhà chồng Và không ngờ con dâu là không phải là một người vừa Tại vì 4 năm trời đó Cô ta đã bên cạnh chăm sóc chồng Thì chồng mới làm lên một sự nghiệp như vậy Vậy mà cứ là sợ thế này sợ thế nọ Rút cuộc sinh con ra cô ta đã quyết định đặt khai sinh cho con mình mang tên họ của mình chứ không cho là mang họ bên nội và quả thật câu chuyện quá nhiều là oái âm và chua sót cho cái gia đình nhà này thì tôi cũng mong rằng cô chú anh chị lắng nghe chia sẻ cũng như là bình luận và đưa ra những cái lời góp ý ý kiến để cho hai là vợ chồng này đến với nhau như thế nào và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều trong thời gian dài vừa qua lúc nào cũng luôn đồng hành cũng như là đóng góp mọi ý kiến ủng hộ theo dõi kênh cho tôi và tôi cố gắng tiếp thu cũng như cập nhật những câu chuyện hay nhất để chia sẻ đọc cho quý vị và các bạn trong nước cùng lắng nghe và đến đây tôi xin chào hẹn gặp lại mọi người